Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ mình bung những cục sạc dự phòng này các bạn. Thì hôm trước á thì mình mua từ những cái trong cái dựa đồ thôi. Thì mình mua cũng nhiều loại mà các bạn, thì có những loại thương hiệu cũng có thương hiệu nè. Ví dụ như cục này X Mobile nè, Orange nè các bạn, Orange nè, hay X Mobile nè các bạn. Thì cục này là cục Orange luôn nha. Cái này là hiệu này là SM các bạn. Thì những cục sạc này á thì mình cũng lựa một số cục sạc thôi. Đây mình có cái sụp Samsung nè các bạn. Thì Samsung này để dung lượng là 20.000 lần nè. Thì cục này á, thì X Mobile nha các bạn. Thì những còn cục này á, thì mình mua để mình gỡ ra thử coi nó mình sao pin, nó sử dụng những sao pin gì. Đây là cục pin này của hãng giá rẻ thôi nha, không có thương hiệu nha. Đây cục này là cục XDC nè, hãng này cũng là hãng tốt nha các bạn. Thì hôm nay mình mua 2, 4, 6, 8, 10, mình sẽ bung 10 cục sạc này ra ha. Thì mình thử coi mình tận dụng những xe pin này cơ, những xe pin này mình còn xài được thì mình tận dụng lại, thì mình sửa những một số cái đèn pin nha các bạn. Thì những cái đèn pin nào các bạn hư á, các bạn như mà có thể là bạn thay qua cái đèn này cũng được nè. Thì mình tận dụng những cái pin cũ này nè, các bạn tha độ chế vô cái đèn pin này cũng được. Còn không thì các bạn tha qua những cái đèn này thì nó cũng còn rất là tốt nha. Những cái xe pin cũ mình tận dụng từ những cục sạc dự phòng nè, thì nó cũng có nhiều cái thứ mà để mình đào lắm á. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bung cho các bạn mình xem nha. Bắt đầu nha các bạn. Đây tổng thể mình đã bung hết nè các bạn. Thì nó 10 loại cục sạc thôi. Thì có hai loại này giống nhau các bạn. Loại này loại Orange nè. Thì mình bung giống thịt nhau luôn nè các bạn. Thì những loại pin này á thì nó lại không có cái tem gì nha, hai loại giống thịt luôn. Thì mình nghĩ chắc hai cái loại này chắc có một thứ sạc một nó sản xuất lượng pin của một lượt một nè, nó rất là giống luôn á. Orange nè các bạn. Thì còn những loại nào đều khác nhau hết nha. Ví dụ như cục sạc Samsung này á thì đúng ý ra mình nhớ mình có bung là mấy cục sạc Samsung nữa các bạn. Thì nó là 5 cell chứ không phải 4 cell nha. Mà hiện nay mình bung 4 cell nè. À các bạn thấy một điều rằng ở đây nè, người ta đã chế lại nè các bạn, người ta đã sử dụng pin laptop cũ nè, người ta đã độ chế cục sạc dự phòng lại nè các bạn. Đây người ta sử dụng là những cái cell pin laptop mà ta hàng di đồng rồi nè. Thì cái pin này người ta đã thay rồi nha. Đây cũng một loại các bạn, loại này là loại X Mobile nè. Loại này pin tốt các bạn, sử dụng những pin Samsung luôn nè. Nếu mà các bạn mà mua được những cục sạc mà nó sử dụng những xe pin Samsung này á thì các bạn X Mobile nè. Thì các bạn thấy là các bạn chế đồ rất là ngon nha. Tuy những cục sạc xe Samsung này nè, tuy nó đã cục sạc dự phòng nhưng mà thật sự nếu mà nó còn sống dùng được rất là tốt luôn á. Đây nè các bạn, đây cũng là pin Samsung đó nè. Nhưng mà có thể do trình cờ, có thể là người ta bị vu nước hay gì nè, nó bị nổ hết một cell nè, còn cell nữa các bạn. Thì mình có thể tận dụng lại mình xài được nè. Đây nè, pin này pin giá rẻ nha các bạn. Mấy bạn thấy nó thương hiệu thì rất là lạ luôn. Nhưng mà ba cục sạc ở phòng thấy rất là nhẹ luôn á. Đây cũng một loại mà SIC nè. Thì ở đây nó cũng sử dụng những cái cell pin này là cell pin giá rẻ thôi. Thì mình tận dụng lại mình chế đèn pin cũng được nha các bạn.
Đây Dubai nè các bạn, đây nó sử dụng của một hãng pin rất là tốt nè. Này những cục Iron này các bạn, cục Iron này là nó sử dụng mình thấy là pin là tốt nhất nè. Nó sử dụng pin là HICHLI nè. Dung lượng nó là khoảng 2000 nè, thì 5 cell này nó khoảng 10000 nè. Là dung lượng đúng nó luôn nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình bung thử những cái cell pin này nha. Để coi thử mình tận dụng mình lấy được khoảng bao nhiêu cell nha. Các bạn, khi mà mình đã bung xong tất cả những cái cell pin này các bạn, thì trong 10 cục pin mình sẽ bung ra được bao nhiêu nè, thì mình sẽ kiểm nha. 5 7 9 11 12 14 17 18 18. Tổng cộng mình sẽ bung được 25 cell pin nha các bạn. Thì 26 cell, nhưng một cell này nó đã bị hư rồi nè. Thì còn là 25 cell nha. Thì trong mà hết 10 cục sạc mình bung ra được là tổng cộng là 26 cell. Hư một cell nha. Thì còn là 25 cell. Thì những cái cell pin này á thì mình bung ra hết á thì mình mới cảm thấy một số có những cell rất là tốt nha. Thì ví dụ như mình bung từ những cục sạc là cục sạc này nha các bạn. Thì cục sạc này thì trên cái cell pin này nó có cái mạch bảo vệ luôn nè các bạn, mạch bảo vệ chống mà xả cạn pin nữa nè. Thì mình cũng không bất ngờ là cái pin này sử dụng được một cái mạch này luôn á. Tuy là cái hãng này nó mang pin nó là pin China nha các bạn. Đây mình cạo ra nha. Đây Made in China nè, Made in China nha, nhưng mà lại nó có được cái mạch bảo vệ luôn nè. Thì một loại này là sử dụng pin tốt nè. Với một loại này nè các bạn, là cái loại này nè. Đây các bạn để ý nha, nó sử dụng cái mạch rất là tốt luôn á. Những mạch những con linh kiện nè, nó chia làm hai tầng hai lớp nè. Thì những cái loại sạc này á thì các bạn mình có thể sử dụng cái mạch loại nè. Các bạn thấy hai loại của cái của X Mobile nè, thì tuy á kênh cục sạc này nó chỉ có 2 cell thôi, nhưng mà nó sử dụng cái mạch rất là tốt luôn á. Những con linh kiện xử lý con tự ngắt đâu nè, thì nó sử dụng rất là tốt. Thì mình có thể tận dụng những cái mạch này là mình có thể mình chế lại một cái đồ để sạc pin được nha các bạn. Thì sạc pin được nè, nó cũng có một cái cổng là 5V nè, 21A nè. Thì mình tận dụng là mình làm được nha. Thì mình gỡ ra hết á thì chỉ phát hiện chỉ có cái mạch của cái Samsung nha. Tuy mang nghĩa là cục sạc Samsung nhưng mà hàng này hàng giá rẻ nha. Thì cái mạch nó không có con linh kiện, nó chỉ có một con xử lý duy nhất một thôi, với ba cái cổng sạc USB thôi. Vậy là rồi nha các bạn, mạch này rất là cơ bản không có gì hết luôn nha. Thì ở đây mình có đây cũng có phát hiện ra một cái mạch nha các bạn. Thì cái mạch này á thì nó là cục sạc của cái cục sạc của X Mobile luôn nha các bạn. Mình nếu mà các bạn mua cục sạc á thì các bạn nên mua những cục sạc X Mobile nha. Nay mình bung thử những cục sạc X Mobile nè các bạn, để ý nha. Ở đây á thì nó có một cái tầng mạch đây nè, một tầng mạch này để sạc pin nè, chứ sạc ngược là sạc ra điện thoại nè, nó ra nè. Ở đây á nó sẽ làm thêm một cái dắt mà để mình báo hiệu pin nè. Và cái mặt trên cái dắt này nó có một cái chế độ là cái chế độ mà ngắt pin nè các bạn, thì mình thấy rất là hay luôn á. Thì đúng là hàng mà cái X Mobile này nó sử dụng những cái xe pin rất là tốt, và cộng với cái mạch nó sử dụng rất tốt nha. Đây cái mạch này của cái hãng của hãng là Acel nha. Nhưng mà mình thấy cái mạch nó cũng sử dụng cơ bản các bạn, chứ cũng linh kiện nó cũng không có gì hơn hết á. Thì cái này cũng là một loại mạch mình sử dụng là tận dụng lại được nè. Thì tổng thể hết bao nhiêu đây nha, thì mình sử dụng được mình còn lại được 8 cái mạch sử dụng lại nha. Là 10 cái mạch này mình có thể tận dụng lại mình làm chế đồ để sạc được nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo hết những cái cell pin này, coi mình tận dụng là mình xài được hết không hay là mình có bị hư không nha. Thì ở đây mình sử dụng một cái đầu sạc nè. Cái này đầu kiểm pin của mình nha. Cái đầu này đầu kiểm pin của mình nè. Lúc trước mình có chế nè. Thì hôm nay mình tận dụng những cái đó mình để mình kiểm là những cái cell pin này luôn, cho mình có lấy ra tận dụng để mình xài được hay không. Thì bây giờ mình sẽ kiểm nha. Các bạn, cục này là hư rồi nha.
cái dung lượng nó chỉ còn là 0,8A nè, 0,85V là pin nó hư nha các bạn. Đây, cái này nó còn được 1,7V nè. Thì cái này mình có thể mình tận dụng lên sạc được nha. Đây, nó còn là 1,67 nè, thì cục này vẫn còn sẵn tận dụng là sạc được. Cục này hư rồi. Đây mình tận dụng tiếp nha các bạn. Đây 1,82 nè. Đây 2,55 nè. Đây 2,1 nè. Đây 3,82 nè. Ba phẩy chín mươi hai nè. Đây 3,92 nha các bạn. Đây 1,82 nè. Đây 3,85. Đây 3,72 nè các bạn. Đây nguyên khối này nó còn 2,87 nha các bạn, khối còn xài được nha. Đây 2,52 nè. Đây 2,52 nè. Đây 3,9 nha các bạn. Ba phẩy tám bảy nha các bạn. Các bạn 3,9 nha các bạn. Nên các bạn 2,82 nè. Thì tổng cộng hết là 25 xe pin nha. Mình loại một xe còn 25 xe nè. Thì hiện tại đây là có 2 xe nha. Hai xe này á như vẫn để là của cái Samsung nha. Chứ một xe đây là những xe Samsung luôn nha các bạn. Hai xe này nè. Thì Samsung luôn nha các bạn. Cũng là pin này là pin cái pin này là cái pin người ta chế lại nè. Ta sử dụng ta còn xà, người ta còn hàng dấu hàng còn nè. Chỉ một cái xe pin này mình lấy từ cái vỏ pin nổ nãy nè. Thì hai xe pin này á là nó không lên điện nha. Thì tổng hết là bao nhiêu đây nè các bạn? Thì 25 cell. Nhưng mà chết 2 cell. Còn lại những cell này là nó từ phóng 1,5V trở lên hết nha. Thì mình đã từ 25 cell mình lỗi 2 cell, còn lại là 23 cell nha các bạn. Thì hôm nay mình mua mình buông cũng rất là nhiều cục sạc luôn á. Nhưng mà mình thấy còn sống rất là cao luôn. Thì những cái xe pin này nè các bạn, các bạn mình muốn mà sử dụng lại được á thì các bạn phải sử dụng là cái sạc xả pin lại nha. Mình sạc cân bằng những cái xe pin này lại, mình kiểm tra cái dung lượng từng xe lại rồi mình mới xài lại được nha các bạn. Tại những cái xe pin này á hiện tại bây giờ á, là cái số volt nó không bằng nhau, cộng với hai nữa cái nội trở của những cái xe pin này nè bây giờ nó có những quả rất là cao mà có những quả thì nó rất là thấp, còn xài rất là tốt. Thì mình phải kiểm tra rồi trở hết và mình sạc đầy những cái xe pin này lại để mình mới tận dụng mình xài được nha.
Thì hôm nay mình chia sẻ mình bung hết những cái cục sạc dự phòng này nè. Thì tổng cộng là mình đun 10 cục sạc dự phòng. Nó được là 26 cell. Nhưng mà nó hư là 3 cell. Hư 3 cell nè các bạn. Thì nó hư 3 cell rồi nè. Thì mình còn lại là được 23 cell nha. Với còn lại 10 cái mạch nè các bạn, những cái mạch trong xe pin nè. Đây nè, mình hiện tại mình còn được 10 cái mạch này các bạn. Thì những cái mạch này nè, các bạn mình có thể tận dụng lại để mình sạc những cái xe pin này luôn nha. Tuy là những cái mạch này nó là mạch cũ thôi, nhưng mà thật sự ra các bạn mình vẫn tận dụng và mình xài được nha. Thì mình cũng tận dụng nha các bạn. Đây, những cái mạch này cũ nè. Đây có những mạch còn rất là tốt, mới còn những mạch mà rất là tốt nha các bạn. Nó linh kiện rất là tốt nè. Thì mình tận dụng những cái mạch này lại, mình sạc cân bằng những cái xe pin này. Thì hôm nay mình chia sẻ video đến đây thôi các bạn. Thì mình bung hết đây thì mình tận dụng lấy được những cái xe pin, những cái mạch này. Thì để mình tận dụng rồi mình xài thôi. Thì các bạn mình thấy video mình chia sẻ hay hữu ích á, thì các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình xin chào và hẹn gặp lại.